Được chưa? Rồi, hello anh em ha. Đây là hai anh em tôi, đây là em đã cọc xe rất là lâu rồi. Nhưng mà do tình hình dịch bệnh diễn biến căng thẳng cho nên một tháng trời mới lấy được xe. Và điều đặc biệt của những em mà mua xe 150 á là chưa biết chạy con tay rành. Thì lát nữa sẽ nhờ Lý Ngô, Lý Anh Thi sẽ chỉ cho anh em chạy xe. Hôm qua anh mới lên cái clip là em cũng mua con GDX này nè, mà GDX Jin á, mà không biết chạy á. Con vàng đúng không? Chạy từ tập từ sáng đến chiều á là chạy được á. Chạy từ sáng đến chiều. Sáng qua cũng có coi. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ quay cái clip con xe cho anh em xem ha. Đó, rồi ok anh em. Đây. Đây là em nói cho anh em xem ha. Xe nè, vỏ Michelin nè. Đó, phục ốp Sida nè anh em. Đó. Phục Sida ốp đầu đèn nè. Đó. Đây, muốn lên cái phục này là phải lên luôn bộ di động luôn nha anh em. Và cái con xe này đặc biệt một cái anh em biết gì không, là mình với chủ xe ngày xưa á, nghiên cứu bảo trì bảo dưỡng nó rất là dễ thương. Nhập nước mát Ý, nước mát Ơ rồi nhớt Đức rồi thay bảo trì cho nó, hai anh em bảo trì con này vui lắm. Nên bây giờ xe còn rất là ngon. Có cái bô nè. Trắng bùng nè. Đó, biển số thành phố nè anh em, đó. Đề tiếng máy lên cho anh em nghe nha. Đây. Trăm năm mươi vậy là quá ok. Như trong đây đã có cái tiêu nè anh em. Trong đây nó có cái tiêu của chổng nữa sao. Cục máy nè. Ốc titan nè. Xi nhan nè. Cho anh em coi xi nhan. Đó. Xi nhan này là GX là êm lắm nha anh em. Sau là xi nhan chạy nè. Đó. Vỏ mà chị Linh đi bám đường lắm. À, em biết mở chìa khóa không? Mở khóa bình xăng nè. Ở đây có chìa khóa bình xăng sẵn luôn nè. Ông mở một cái cho anh coi coi. Đâu đâu đâu. Này là mở chìa khóa bình xăng. Là cái chìa nè. Và cái chìa này đừng để mất nha em. 2 triệu mấy một cái đó nha. Nhấn xuống. Đó. À, chưa. Đó. Rồi. Ấn xuống. Nhận qua rồi. Nhẹ nhàng thôi. Từ từ nó quen. Cứ nó nhẹ thì mình xoay. Rồi xong rồi đó. Nó sẽ mất cây. Cái chìa này nó đừng để mất nha. Mắc lắm á. Bữa anh Trường Thi đi làm lần rồi đó. Bữa mình làm 2 triệu mấy luôn đi. Mắc lắm, anh không tin là mắc vậy luôn đó. Cái chì không đó. Nên đi cũng phải cẩn thận. Đó, vỏ còn gai luôn. Vỏ nè, anh em nhìn đi. Còn mọc lông tóc luôn nè anh em. Đó, còn cái đầu à, đầu su đầu dế. Em thích su đầu dế không? Hả, thích không? Không thích được. Sao không thích được? Đó, anh em đẹp không? Đó. Rồi, đồ zin là còn full luôn anh em. Đồ zin là còn đầy đủ luôn anh em. Đây là vợ dân chơi xe kỹ mà. Đó, quay nước cho anh em xem. Đây, đồ zin cho anh em coi nè. Đây là bô zin nè em ha. Bô zin, đuôi zin, kính zin. Rồi bên đây là một bộ phục zin của nó. Đó, anh em thấy chưa? Một bộ cái phụ zin của nó luôn. Đó. Đầy đủ đồ zin. Giao cho anh em. Xe biển số thành phố nữa. Sao em thấy có nhức nách không? Quá nhức nách luôn. Rồi về đi đi. Xe này nếu như bảo gì bảo dưỡng kỹ. Lỡ sau này có lên. Lần em nó nói là sau này nó muốn lên cho 4 rồi. Lên cho 4 là có người cọc rồi nha anh em. Thằng em ở Nha Trang cọc rồi. Sau này muốn lên cho 4 thì để lại cho anh em thôi. Còn bảo trì bảo dưỡng thì cứ qua bên anh. Rồi anh xem xét xe, coi xe rồi cho. Dễ ờm mới đó. Đó. Rồi. Thi cầm máy quay anh em giao lưu với coi. Đó.
Rồi anh em mình vô đây chụp tấm hình hả? Má xe này mà đẩy ra ra sáng nữa còn đẹp nữa luôn á. Hôm nay trong tối á, ra sáng nữa còn bóng nữa ha. Ra sáng nữa còn bóng nữa, để ngày mai giao xe mình quay clip xe ngồi sáng cho anh em xem. À. Rồi. Bây giờ anh em mình giao lưu võ thuật hả? Chụp tấm hình nè. Thôi mai chụp cũng được. À ok. Rồi thì bây giờ mấy anh em chuẩn bị tập xe một lần nữa rồi mai mới cho lấy xe về tập lần nữa cho chắc, đúng không em? Ngày tập 2 buổi. Bữa nay là ổ dịch em có đi làm không? Dịch nghỉ luôn đúng không? Thì sáng tập buổi rồi nghỉ ngơi rồi giờ đi tập buổi nữa. Rai of Titan nè. Cho anh em coi vớt nè, màu vớt đẹp lắm anh em. Thấy chưa? À, xe này dựng nó màu nhớt đẹp chưa anh em, trong nó đẹp không, tuyệt vời luôn, cô nè ở ngoài đẹp hơn, ở ngoài đã đẹp hơn khi mình để trong nhà, đầu đèn nè, em nó sẽ qua bên chỗ ruột của anh em mình, em sẽ làm một cái bộ tem. Cái ngón tay hình phất du. À. Bi lấy anh chai dưỡng sên nè, anh dưỡng vô sên này cái, để cả tháng mấy rồi. Rồi. Dưỡng vô miếng rồi thôi, anh em đi tập. Rồi, hai anh em đi qua công viên tập đi. Tập phải nữa rồi mai dứt thôi. Rồi, giọt. Bình xăng này bự nè. Ngồi cấm. Rồi, anh em đi tập đi.